Mình ơi, Mình ơi. Gì vậy Minh? Minh. Trời ơi, cô Ngọc khỏe không? Trời, lâu quá mới gặp cô á. Cô khỏe không? Dạ tôi khỏe. Trời, thằng Tí đây đó hả? Này nó lớn quá, cho tôi ẩm Tí nghe. Ghét ghê vậy hả? Anh tình cờ gặp bà Hoa ở chợ. Sẵn tiện bà Hoa đang rảnh mà em cần người chăm cô Tí, cho nên anh đưa bà ấy về đây. Em có nói em cần hả? Ừ. Em nhớ rồi. Chắc hai mẹ con đi đường xa mệt rồi hả? Giờ ngồi nghỉ ngơi đi, tôi đi vô lấy nước cho hai mẹ con uống. Để anh phụ mình. Hai mẹ con bà ngồi chơi nha. Dạ. Vô thôi con. Đi theo má. Trời, má quá trời giận bạc luôn kìa má. Thì đó, má nói với con rồi đó. Giờ con có tin chưa? Vậy là mình không có nằm mơ đúng không má? Thiệt đúng không má? Vàng thiệt đúng không má? Ui nhá, sao má đánh con? Má đánh để cho con biết đây là hiện tại chứ không có mơ. Vàng thiệt, vàng thiệt nè má. Trời ơi, ai mà đi cài nữa. Hút vô, nhanh lên. Dạ dạ. Mở cái hộp cho má, để lên.